Phần đầu video thì mình có nói là thì quá khứ đơn là một thì cực kỳ quan trọng. Lý do là bởi đây là một trong những thì ngữ pháp được dùng nhiều nhất, đặc biệt là trong giao tiếp hàng ngày. Các bạn có thể thấy là những điều mà chúng ta thường hay nói hoặc là muốn nói ở trong giao tiếp hàng ngày thì thường là những hành động đã xảy ra trong quá khứ. Những điều mà chúng ta đã làm ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước, 10 năm trước hay là 100 năm trước, hoặc thậm chí ngay cả những điều mình vừa mới nói vài giây trước thôi thì nó đã là quá khứ rồi. Mình có thể lấy ví dụ cho bạn một câu mà dùng ở trong thì quá khứ. Ví dụ như là ngày hôm qua mình đã đi thăm bà của mình thì mình có thể nói là I visited my grandma yesterday. Điều thứ hai mà mình có nói đó chính là past simple tense, là thì ngữ pháp mà mình cảm thấy yêu thích nhất. Lý do là vì đây là một điều hoàn toàn mới lạ so với tiếng Việt của chúng ta. Các bạn có thể thấy là trong ngôn ngữ của chúng ta có thể nói là hôm nay tôi đá bóng, ngày hôm qua tôi đá bóng. Tuy nhiên là trong tiếng Anh thì khi chúng ta thay đổi thời gian của một hành động thì chúng ta phải dùng một thì khác. Một lý do khác khiến mình thích thì quá khứ đơn vì đây chính là điều dễ nhất để có thể chứng tỏ là việc bạn dùng tiếng Anh có thực sự tốt hay không. Mình có thể lấy ví dụ đơn giản đó là cho dù bạn biết bao nhiêu từ mới đi chăng nữa hoặc là biết bao nhiêu kiến thức tiếng Anh đi chăng nữa, nhưng nếu bạn vẫn nói là I go to the cinema last week, không ổn tí nào các bạn ạ. Vậy chúng ta hãy bắt đầu video để cùng nhau tìm hiểu về thì quá khứ đơn và đưa ra các ví dụ để chúng ta có thể dùng nó ngay lập tức nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại một chút là khi nào thì chúng ta nên dùng thì quá khứ đơn ở trong tiếng Anh. Các bạn cứ đơn giản nghĩ cho mình là những hành động đã xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc hoàn toàn rồi thì chúng ta phải dùng thì quá khứ đơn. Mình có thể lấy ví dụ bằng tiếng Việt này. Ví dụ như là năm ngoái chị gái mình đã đi du lịch ở Đà Nẵng, chị đã đi rồi và về rồi. Hoặc là tháng trước thì mình có gặp một người bạn, mình đã gặp người bạn đấy và cũng đã nói lời tạm biệt rồi. Và với những trường hợp như vậy ở trong tiếng Anh thì các bạn lưu ý dùng thì quá khứ đơn cho mình nhé. Thêm một vấn đề nữa mình muốn nhắc lại đó chính là cấu trúc của thì quá khứ đơn ở trong tiếng Anh. Thì đơn giản với thể khẳng định chúng ta có chủ ngữ cộng với động từ ở dạng quá khứ hoặc là động từ to be ở dạng quá khứ. Sau đó thì các bạn có thể thêm thời gian cụ thể ở trong quá khứ nếu mà chúng ta có. Mình sẽ phân tích cấu trúc này và sẽ đưa ra một vài ví dụ để các bạn có thể hiểu thêm nhé. Đầu tiên là với động từ to be thì như chúng ta còn nhớ ở thì hiện tại đơn thì chúng ta có động từ to be là is, are và am. Thì ở dạng quá khứ chúng ta chỉ có hai động từ to be thôi, đó chính là was. Các bạn nhớ C ở cuối nhá, was và were. Với động từ to be was thì chúng ta sẽ dùng với những chủ ngữ là I, she, he, it. Và các chủ ngữ còn lại sẽ được dùng với động từ to be were, đó chính là we, they and you. Lấy ví dụ luôn nhá, mình đã từng là một sinh viên và bây giờ mình không còn là sinh viên nữa thì chúng ta không thể nói là I am a student. Chúng ta phải nói là I was a student. Tương tự nếu bạn muốn nói là ngày hôm qua họ đã ở nhà và không đi ra ngoài chơi thì các bạn có thể nói là they were at home yesterday. They were at home yesterday. Thêm một chút luôn về những câu phủ định, tức là chúng ta muốn nói là chúng ta đã không cái gì đấy. Thì với động từ to be chúng ta chỉ cần thêm not ở đằng sau động từ to be là ok. Chúng ta sẽ có was not, hay nó tắt là wasn't, và were not. Chúng ta có thể lấy luôn hai ví dụ trên. Nếu mà đang nói chuyện về quá khứ và ngày xưa bạn không phải là một sinh viên thì bạn có thể nói là I wasn't a student. Tương tự nếu họ không ở nhà tối ngày hôm qua thì chúng ta nói là they were not at home yesterday. Ok, với động từ to be thì khá là dễ đúng không các bạn? Và bây giờ chúng ta hãy cùng chuyển sang với những động từ thường. Thì chỉ có một chút khác biệt thôi, đó chính là với những hành động đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn rồi thì chúng ta phải chuyển động từ thường về dạng quá khứ để có thể miêu tả nó một cách chính xác nhất. Nghĩ đến việc chuyển động từ về dạng quá khứ thì nghe rất là lớn lao và kinh khủng. Tuy nhiên các bạn chỉ cần lưu ý những điều sau cho mình này. Thứ nhất, để chuyển động từ về dạng quá khứ, thông thường chúng ta chỉ cần thêm ed và đằng sau động từ là xong. Mình lấy ví dụ nhá, với động từ play thì để chuyển nó về dạng quá khứ, tức là đã chơi một cái gì đấy rồi, thì chúng ta nói là played. Tiếp theo, động từ chờ đợi, wait, thì đã chờ đợi rồi thì chúng ta nói là waited hoặc là waited. Thêm một ví dụ nữa là từ watch, xem cái gì đấy, thì nếu đã xem rồi thì chúng ta có watched. Các bạn có thể để ý thấy là việc chuyển và viết động từ ở dạng quá khứ thì rất đơn giản. Chỉ có một điều cần lưu ý đó chính là cách phát âm của những từ này sau khi thêm ed. Thì chỉ trong video sau thôi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể phát âm những động từ bên trên và những động từ của đuôi ed một cách chính xác nhất nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào phần ví dụ. Với động từ play, ví dụ như là cô ấy đã chơi bóng rổ vào tháng trước thì chúng ta không thể nói là she plays basketball last month, mà chúng ta phải nói là she played basketball
last month. Tương tự nếu chúng ta muốn nói là anh ấy đã chờ đợi cô ấy ở ngoài vào ngày hôm qua thì chúng ta có thể nói là he waited for her outside yesterday. Hoặc là với động từ watch, ví dụ như là họ đã xem TV tối ngày hôm qua thì bạn có thể nói là chậm nhá, they watched TV last night. Nhanh này, they watched TV last night. Ok, tương tự với động từ to be thì mình cũng muốn nói luôn về dạng phủ định khi dùng động từ thường. Thì mình phải nói trước là nó cực kỳ đơn giản. Các bạn còn nhớ là với thì hiện tại đơn chúng ta có trợ động từ là do not và does not để dùng cho câu phủ định. Việc có hai trợ động từ thì sẽ khiến các bạn một chút phân vân là việc phải dùng với chủ ngữ nào. Tuy nhiên với thì quá khứ đơn thì chúng ta chỉ có một trợ động từ duy nhất, đó chính là trợ động từ did. Và khi dùng ở dạng phủ định thì chúng ta sẽ có là did not, hay chúng ta có thể nói tắt là didn't. Lấy ví dụ luôn ở ba câu trên. She did not play basketball last month. Tháng trước cô ấy không hề chơi bóng rổ. Hoặc là he didn't wait for her outside yesterday. Anh ấy đã không đợi cô ấy ở ngoài vào ngày hôm qua. Cuối cùng, they didn't watch TV last night. Và lưu ý giúp mình là khi chúng ta dùng didn't thì động từ ở phía sau chúng ta dùng ở dạng nguyên thể thôi nhé. Chính vì vậy mà mình đã nói là dùng thể phủ định ở thì quá khứ đơn rất là dễ. Chúng ta chỉ cần thêm trợ động từ didn't, sau đó dùng động từ bình thường là xong. Ok, chắc hẳn các bạn cũng biết là phần lớn các động từ chúng ta chỉ cần thêm ed là có thể chuyển chúng về dạng quá khứ. Tuy nhiên cũng có những động từ bất quy tắc mà để chuyển về dạng quá khứ chúng ta phải chuyển nó thành một từ khác hoàn toàn. Và không chờ đợi gì nữa, ngay bây giờ mình sẽ đưa ra cho các bạn một vài động từ bất quy tắc thông dụng nhất để các bạn có thể tham khảo và có thể sử dụng ngay sau video này. Đầu tiên là với động từ go thì chúng ta không thể chỉ thêm ed để chuyển nó thành dạng quá khứ được, mà go ở trong dạng quá khứ chúng ta phải nói là when. Ví dụ là ngày nào bạn cũng ra công viên thì chúng ta dùng thì hiện tại đơn, chúng ta nói là I go to the park every day. Tuy nhiên nếu ngày hôm qua chúng ta đi ra công viên và chúng ta đã về rồi, hôm nay chúng ta không đi nữa, thì chúng ta phải nói là I went to the park yesterday. Tương tự chúng ta có động từ come và dạng quá khứ nó sẽ là came. Hoặc là với động từ buy, mua sắm, thì nếu bạn đã mua một cái gì đấy thì chúng ta sẽ dùng là bought. Ví dụ she buys candies every day, nhưng mà she bought candies 2 hours ago. Cô ấy đã mua kẹo 2 tiếng trước. Tiếp tục động từ eat, ăn, thì ở quá khứ đã ăn rồi chúng ta có ate, eat thành ate. Hoặc là với động từ nhìn, nhìn thấy gì đấy, see, thì chúng ta có quá khứ sẽ là saw, đã nhìn thấy. Với động từ ngủ, sleep, thì quá khứ sẽ là slept, đã ngủ, slept. Hoặc là động từ fly, bay lượn, thì quá khứ sẽ là flew. Ví dụ bạn đã bay sang Trung Quốc 3 tháng trước thì bạn có thể nói là I flew to China 3 months ago. Tiếp theo động từ tell thì quá khứ đã nói với ai đấy cái gì rồi, chúng ta nói là told. Ngoài ra chúng ta cũng có một vài trường hợp cực kỳ đặc biệt. Ví dụ như là động từ cut là mình cắt cái gì đấy, thì ở dạng quá khứ của nó vẫn giữ nguyên và phát âm đúng như vậy, đó chính là cut thì thành cut. Hoặc là một trường hợp khác siêu đặc biệt, đó chính là động từ đọc read, thì ở dạng quá khứ chúng ta viết giống hệt, vẫn là R-E-A-D. Tuy nhiên cách đọc thì lại hoàn toàn khác biệt. Từ read chúng ta đọc là read, read, read. Ví dụ nhé, bạn đọc sách mỗi ngày chúng ta có I read books every day. Và viết gần như là giống hệt nhưng là dạng quá khứ. Ví dụ như là tôi đã đọc một quyển sách ngày hôm qua thì chúng ta nói là I read a book yesterday. Ok, còn một vài động từ bất quy tắc ở dạng quá khứ mà trong thời lượng video này mình không thể đưa ra hết được. Vì vậy ở trong phần mô tả mình có để một đường link các động từ bất quy tắc thông dụng nhất mà mình đã chọn ra. Các bạn có thể lên đó tải về và tham khảo thêm nhé. Ok, và có một điều cực kỳ quan trọng mà mình muốn các bạn nhớ được sau video này, đó chính là ngoài việc tìm hiểu và hiểu hơn về thì quá khứ đơn thì các bạn phải ý thức và ép bản thân mình một chút là với những hành động đã xảy ra trong quá khứ và kết thúc hoàn toàn rồi thì các bạn phải dùng thì quá khứ đơn để diễn tả. Cụ thể hơn với các bạn học viên của mình thì mình có thể chấp nhận trong thời gian đầu các bạn có thể là chia sai động từ hoặc là dùng động từ ở dạng bất quy tắc không chuẩn. Tuy nhiên các bạn cần phải ý thức được là với hành động này nó đã kết thúc ở trong quá khứ rồi thì chúng ta phải dùng thì quá khứ đơn. Nhưng nếu các bạn cứ tự dễ dãi với bản thân và nghĩ là ôi dùng thì nào cũng được miễn là nói người khác hiểu là được, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc là bạn có thể học tốt tiếng Anh sau này hay không. Các bạn lưu ý giúp mình nhá, hãy cứ dùng những thì ngữ pháp tiếng Anh một cách chính xác đi.
có thể sai một vài lỗi nhỏ nhỏ thì chúng ta có thể sửa sau. Chỉ sau một thời gian ngắn dùng quen rồi thì các bạn sẽ thấy lợi ích của nó là vô cùng to lớn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video này của mình. Như mình đã hứa thì ngay trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phát âm những động từ có đuôi ed một cách chính xác nhất.